Oke, pemain itu saya Lautaro Carrera. Lineup, Carrera Lautaro Martin lineup. Thì cũng khá là lâu rồi tôi cũng chưa có thay đổi à. Khá là lâu rồi không có làm video hướng dẫn nên liên quan hệ đó các bạn nhé. Đâu nhỉ? Đây. Thì đầu tiên tôi phải vào trang Lautaro. Lautaro.me/pc. Đây nó sẽ lại không hiện ra cái phần để tải cái bộ cài đặt này các bạn ạ. Về dụng Windows chúng ta cần phải cài đặt qua lớp TextWire nhé. Thì là lớp đây hiện tại mình đang sử dụng là Distro, tức là Distro Linux Mint. Đây. Ok. Bây giờ chúng ta muốn bây giờ chúng ta phải fake cái agent để cho nó nhận nhé. Bây giờ nó sẽ phải lên tab mới, mình sẽ tìm mà. Đây. User agent fake này. Cái user agent này này. Ok, là cái user agent này mình đã cài rồi, bây giờ mình không cần nữa nhé. Và bây giờ sẽ bật vào phần action này hả? Trong cái phần user agent này hả? Chúng ta chọn Windows 10. Apply, Defect. Ok, nó sẽ ra nút tải, bấm vào. Đấy, ok. Bây giờ nó sẽ ấn Reset, Apply, Defect. Ok, bây giờ mình đã tải rồi, mình không cần tải nhá. Ok, xong bây giờ chúng ta sẽ lên trang yhq.org. Bây giờ sẽ bấm vào download này, đấy. Bây giờ tùy các bạn sử dụng distro gì, các bạn sẽ chọn distro đấy nhá. Bây giờ mình đang sử dụng là Linux Mint, nên mình sẽ chọn là Ubuntu. Có các đại, có khá là nhiều distro, chẳng hạn như là Arch, Manjaro này nọ, nói chung là vân vân rất là nhiều distro. Đây mình sử dụng là Linux Mint, mình sẽ làm cho Linux Mint nhá. Đây đơn giản này, sẽ mở tờ demo rồi copy thế đọc lại kia thôi. Đấy. Đấy chỉ đơn giản như thế thôi. Ok, đây mình sử dụng Linux Mint 21 nên mình sẽ chọn copy cái Zami này nhá. À đây này, hit enter. Bây giờ chúng ta sẽ đây mình sẽ cài bản Starry nhé, bạn cũng nên cài bản Starry này, bạn copy này, bạn copy xong rồi vào đây viết tớ thế thôi. Bây giờ ấn y này, các bạn đây chẳng hạn mình cài lâu rồi nên là nó khá là nhanh thôi, còn nếu các bạn nào cài lâu rồi, các bạn mới cài thì sẽ khá là lâu nhé. Đây ấn back này. Đây là ấn back này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua đấy vào để bấm lại enter nhé, qua Explorer enter để cho nó load cái graphic mới đây. Mình có lý do là mình phải quay ngoài các bạn, ở cái máy tính này nó khá là phế nên tôi quay màn hình mà làm những tác vụ nặng kiểu dạng như là chọn graphic như này thì nó sẽ bị đơ luôn, bây giờ lag cực kỳ. Ok, đã lên rồi đấy. Nó sẽ x như này. Bây giờ nó sẽ đó là mình xóa cái hai cái shortcut Zalo đi ấy. Hôm nay mình làm rồi, bây giờ mình phải xóa đi để làm lại. Và các bạn sẽ mở cái phần nơi mà chứa cái bộ cài nhận đây, ví dụ như cái Zalo này. Bây giờ nó là Y đấy. Xong bây giờ nó kéo cái Zalo ra. Rồi, Zalo đâu nhỉ? Các bạn sẽ kéo cái Zalo sang. Đấy. Lần ghi âm có thể không tốt nhé, nhưng mà nói chung là có khoai để quay là được rồi. Ok, đấy, nó sẽ tự động cài, các bạn chờ nhé. Đấy, nó sẽ tự động nó cài.
nó không nên cài đặt qua wi à qua qua bluetooth hay là portal vì nó sẽ bị lỗi. Đó là những cái đấy sử dụng để chơi game thôi. Đấy, chỉ cài những cái program để chơi game, program để chơi game thôi, gaming thôi. Nó không nên sử dụng portal, cài những cái ứng dụng thông thường ở dạng như này. Đấy. Đây Zalo này. Cài các bạn, bạn đợi tí nhé, sẽ cài nó, nó sẽ có cái shortcut ở đây, đợi tí nó vào shortcut này, nó sẽ tạo shortcut này, đấy. Đây nó tạo ra shortcut này, đấy. Nó để vào app dễ dàng nhé, nó để vào trong Zalo dễ dàng, ở đây, bây đây các bạn đợi tí nó sẽ load ra này, ok bây giờ nó sẽ quét mắt bây giờ, mình sẽ quét mắt bây giờ, sẽ đăng nhập nhé, mình sẽ đương nhiên đoạn này mình sẽ phải cắt đi rồi, ok cả, ok mình sẽ tua qua nhé. Ok, mình đã quét map bây giờ xong, bây giờ chúng ta sẽ bấm đăng nhập nhé. Ok đây, quét map bây giờ thôi. Ok, nó sẽ bảo mình chúng ta đồng bộ, nó sẽ nó cũng chẳng dành nó mà đồng bộ các bạn ạ. Ok, Zalo đây, đã cài đặt xong rồi. Mình nó hơi đần các bạn nhé. Nó sẽ hay bị đen này, nhưng chúng ta chờ lúc mà nó sẽ hết này, các bạn thấy chưa? Đây, cái vấn đề ở đây là chúng ta sẽ không thể cắt màn hình được, đấy, kiểu như này, đấy. Chúng ta không thể sử dụng cái tính năng kiểu cắt màn hình ở đây này. Đấy, tính năng hay cắt màn hình ở đây là không dùng được nhá, hai đây là không cắt dùng được này. Vậy chúng ta không thể sử dụng tính năng quay video đâu. Đấy, sẽ tự tạo một hộp cho mọi bạn xem, đấy. Đấy, chúng ta sẽ không bật được cái camera, đấy, camera không bật được nhá. Và ok đây là phiên bản Zalo, đây Zalo chuẩn 100% 23.10.1. ok, nói chung là cảm ơn bạn xem video, chúc các bạn một ngày tốt lành, nói chung là bây giờ video này là hết, cảm ơn bạn xem video nha, chúc các bạn một ngày tốt lành.